Kính thưa quý thầy cô, quý các bạn đồng nghiệp, phần trình bày của tôi xin nói về xạ trị ung thư vú. Phần trình bày có hai phần. Phần thứ nhất là vai trò của xạ trị và quy trình xạ trị đối với ung thư vú. Ở đây chúng ta nhìn thấy ở bên phải, đấy là hình ảnh của những kim, những tip giaiom đã được điều trị ung thư vú từ năm 1917. Và các kim, các tip này sẽ được cắm ở vị trí của khối u nguyên phát và các vùng hạch, cũng như các vùng hạch vú trong. Ở hình bên cạnh, đấy là hình ảnh chiếu xạ của ung thư vú và các máy X quang ở những năm đầu của thế kỷ. Cho đến nay thì đã qua 100 năm, xạ trị vẫn đang triển khai là một vũ khí chính trong điều trị ung thư vú, bao gồm có xạ trị ngoài, xạ trị với kỹ thuật 3D, xạ trị kỹ thuật trường trong trường, Field, xạ trị điều biến liều, IMT, xạ trị VMAX, xạ trị một phần tuyến vú cũng là một kỹ thuật mới, bao gồm có xạ trị trong mổ bằng electron, xạ trị cắm kim với bác kim dẫn bằng nguồn xạ trị áp sát liều cao, xạ trị với bóng xạ trị áp sát liều cao và xạ trị vô tông xạ trị hạt nặng. Xạ trị thì có các cái vai trò sau mổ bảo tồn, sau mổ cắt tuyến vú, và xạ trị không riêng gì cho vùng đã phẫu thuật tuyến vú và cả cho các vùng hạch vùng. Và một vai trò nữa là xạ trị dùng làm nhẹ trong các trường hợp chống đau, chống chèn ép, chống chảy máu. Phẫu thuật bảo tồn u thư vú thì bao gồm phẫu thuật là lấy rộng khối u và vét hạch vùng. Phẫu thuật là lấy một cái vùng rộng đảm bảo, lấy hết gọn khối u và cái vùng mà các cái hạch lympho từ khối u đi căn ra. Đây là hình ảnh phẫu thuật có bảo tồn được bóc tách và tiếp tục được cấy lại, phục hồi lại cho bệnh nhân. Phẫu thuật vú bảo tồn yêu cầu bắt buộc phải có xạ trị sau khi mổ. Các cái nghiên cứu chỉ ra rằng là phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn thì không còn, cho đến nay thì không còn là phẫu thuật tiêu chuẩn đối với ung thư vú. Phẫu thuật bảo tồn thì được chỉ định cho các cái ung thư vú ở giai đoạn sớm cũng như một số giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng. Xạ trị toàn bộ tuyến vú là chỉ định bắt buộc sau mổ phẫu thuật của phẫu thuật bảo tồn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng kết quả của phẫu thuật bảo tồn tuyến vú và phẫu thuật triệt căn cắt tuyến vú là kết quả đạt được bằng ngang nhau. Tỷ lệ kiểm soát tại vùng tăng lên đáng kể khi chúng ta có thực hiện nâng niều tại cái diện vị trí u nguyên phát, hay còn gọi là tumor mét. Xạ trị sau mổ sau phẫu thuật bảo tồn tuyến vú thì có thể là xạ trị toàn bộ tuyến vú bằng các kỹ thuật 3D, trường trong trường, field, xạ trị biểu tuyến liều và nâng niều diện u. Một số kỹ thuật hiện đại mà có thể áp dụng trong thời gian gần đây, chúng ta có thể áp dụng xạ trị một phần tuyến vú. Lợi ích nghiên cứu đã được chứng minh qua các cái nghiên cứu cho thấy là xạ trị ngoài thì có thể là giúp cho kiểm soát tốt tại chỗ tại vùng và tăng cái tỷ lệ sống thêm cho bệnh nhân. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy các cái kết quả, các cái vùng của xạ trị sẽ bao gồm toàn bộ tuyến vú sau khi đã cắt bỏ, các cái bạch mạch từ tuyến vú đi ra và các cái vùng xung quanh. Cái vùng cơ quan mà cần bảo vệ ở trong xạ trị tuyến vú là chúng ta phải bảo vệ phổi, bảo vệ tim, bảo vệ các vùng cơ xương sườn. Bên phải chúng ta phải bảo vệ gan, bên trái chúng ta phải chú ý bảo vệ tim, bảo vệ dạ dày ở phía dưới. Với xạ trị sau mổ bảo tồn tuyến vú thì các nghiên cứu để chỉ ra khi chúng ta có xạ trị thì giúp cho giảm 3 lần tỷ lệ tái phát tại chỗ tại vùng, cũng như là góp phần cải thiện được cái tỷ lệ sống thêm có ý nghĩa thống kê. Các nghiên cứu của các tác giả từ năm 2004 đã khẳng định cái vai trò của xạ trị sau mổ bảo tồn. Với trường hợp hạch âm tính, tỷ lệ tái phát sau 5 năm đã được giảm đi 16,1% ở những bệnh nhân có xạ trị sau mổ bảo tồn, và sống thêm sau 15 năm thì đã tăng được 5,1%. Ung thư vú là một bệnh mãn tính có thời gian rất là dài, vì thế nên các nghiên cứu đều phải cần có một thời gian theo dõi bệnh rất là dài. Thời gian cái mốc để xác định khỏi bệnh là mốc 5 năm. Tuy nhiên với ung thư vú, thường các cái nghiên cứu có thể theo dõi trên 10 năm, 15 năm, cho thấy là cái kết quả sau điều trị
là đem lại rất tốt. Với trường hợp hạch dương tính thì xạ trị sau mổ bảo tồn giúp cho giảm tỷ lệ tái phát tại dùng là 3 sau 5 năm là 30,1% và sống thêm sau 15 năm tăng được 7,1%. Trong một số trường hợp ngoại lệ, người ta với một số yếu tố như bệnh nhân cao tuổi, khối u nhỏ giai đoạn sớm thì người ta có thể áp dụng các kỹ thuật xạ trị một phần tuyến vú. Kỹ thuật này đang được áp dụng bằng các kỹ thuật như sau: kỹ thuật xạ trị áp sát, cắm kim trong mô bằng các kim dẫn, xạ trị một phần tuyến vú rút ngắn cái thời gian điều trị để còn có ý nghĩa. Theo chỉ định của Hiệp hội xạ trị ung thư Mỹ từ năm 2016 thì xạ trị một phần tuyến vú sẽ được chỉ định cho những nhóm bệnh nhân, thứ nhất là tuổi bệnh nhân là trên 60 tuổi về đột biến gen là âm tính và khối u T1 tức là khối u dưới 2 cm, khối u một ổ diện cắt âm tính trên 2 mm, không có xâm lấn về bạch mạch và thụ cản nội tiết dương tính. Chúng ta thấy là cái nhóm bệnh nhân này là cái nhóm bệnh nhân nguy cơ thấp xong và bệnh nhân có cái chỉ định điều trị nội tiết sau mổ, vì thế nên đây là cũng nhóm bệnh nhân mà có thể chỉ định áp dụng cho xạ trị một phần tuyến vú. Và xạ trị một phần tuyến vú cũng không phù hợp cho các cái khối u như khối u trên 3 cm, hoặc khối u T4, hoặc có di căn hạch có đột biến về gen BRCA, độ mô học cao, có xâm lấn bạch mạch, khối u đa ổ diễn cắt dương tính đã điều trị tân bổ trợ. Về các cái kỹ thuật xạ trị một phần tuyến vú, chúng ta có thể thấy là kỹ thuật xạ trị một phần tuyến vú trong mổ bằng các cái máy chẳng hạn như máy hiệu Edot, và máy đấy sẽ được thực hiện ngay trong phòng mổ. Xạ trị cắm kim bằng các cái kim dẫn, và qua kim dẫn đấy chúng ta sẽ đưa một cái nguồn xạ áp sát liều cao thực hiện, và xạ trị bằng bóng mammosai và xạ trị trong mổ với cái tia X. Ở đây chúng tôi trình bày một cái hình ảnh mô tả của xạ trị một phần tuyến vú với chúng ta nhìn thấy các kim dẫn được cắm trực tiếp vào mô vú. Và sau đấy thì dựa theo các kim dẫn đấy, nguồn phóng xạ sẽ được đưa vào và chiếu xạ trực tiếp vào người bệnh. Xạ trị trong mổ, ở đây chúng ta sẽ có cái máy phát ra cái tia X. Và thì nó yêu cầu các cái trình độ khác nhau, trình độ về điều trị. Với những kỹ thuật thường quy thì trình độ mức độ trung bình, những cái cơ sở trên toàn quốc chúng ta có thể thực hiện được. Với kỹ thuật ASAT thì đòi hỏi đội ngũ phải được đào tạo, được chuyển giao công nghệ và phải có trang thiết bị về máy ASAT. Với MammoSai cũng như thế, chúng ta vẫn phải có cái nguồn cung cấp nguồn xạ, đấy là máy xạ áp sát liều cao. Những cái máy xạ trong mổ thì chúng ta vẫn đòi hỏi cái trình độ là cao, trình độ về đào tạo chuyên sâu, và chúng ta phải đòi hỏi về trang thiết bị. Về khả năng ứng dụng thì chúng ta thấy là cái kỹ thuật 3D thì có thể ứng dụng trong lâm sàng rất tốt. Kỹ thuật áp sát thì hợp lý, kỹ thuật về với bóng mammosai cũng là rất tốt. Còn những kỹ thuật về xạ trị trong mổ thì nó cũng có cái hạn chế. Về nhược điểm thì với xạ trị thường quy thì liều phân đối tương đối cao đối với tổ chức mô lành xung quanh, ảnh hưởng bởi di động nhịp thở. Vì thế nên là chắc trong những cái kỹ thuật cao với xạ ngoài chúng ta phải có thực hiện thêm các cái kỹ thuật kiểm soát di động nhịp thở. Với xạ trị áp sát liều cao thì gây ra hụt liều tới các tổ chức u trong một số trường hợp, tại vì cái vị trí chúng ta cắm, có thể cắm kim, các cái kim rỗng cắm trực tiếp được thì nó cũng không tùy thuộc vào cái vị trí, nó chỉ có một số vị trí của phần tư tuyến vú là chúng ta thuận lợi cho cái việc cắm thao tác. Với xạ trị bằng bóng thì hình dạng và kích thước của bộ áp cũng hạn chế, đòi hỏi các cái bước về quản kiểm chuẩn và nguy cơ đưa đến một cái liều xạ rất là cao tại bề mặt của da ở vùng phía trên của tuyến vú. Với các cái xạ trị trong mổ thì hạn chế chiếu xạ ở điều sâu, hạn chế về cái hình dạng cũng như kích thước của bộ áp và không thể áp dụng rộng rãi được. Với xạ trị sau mổ cắt tuyến vú, chúng ta nhìn đây là một cái hình ảnh, nếu bệnh nhân mà không xạ trị thì có nguy cơ tái phát tại chỗ
Đấy, sau một năm cắt tuyến vú trực căn với bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 2 và tái phát có thể kéo dài trong rất nhiều năm sau mổ. Với hình bên phải chúng ta nhìn thấy hình ảnh tái phát tại chỗ tại sẹo tuyến mổ sau 7 năm sau phẫu thuật cắt tuyến vú đơn thuần mà không có xạ trị ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 1. Sau mổ cắt tuyến vú thì chúng ta sẽ phải phân ra những cái nhóm nguy cơ cao cần chỉ định tuyệt đối về xạ trị. Thứ nhất là nó có trên 4 hạch di căn, diện cắt dương tính, khối u từ T3 trở nên có hạch dương tính hoặc là tất cả các khối u T4. Chỉ định tương đối thì khối u T2 có chip hồ negative hoặc các khối u từ T1 đến T2 với có các hạch di căn và các yếu tố nguy cơ hoặc là khối u T3, N0. Các yếu tố nguy cơ thường các bác sĩ sẽ phân ra các yếu tố như tuổi của bệnh nhân, độ mô học, khối u đa ổ, thụ cảm nội tiết âm tính, có xâm lấn bạch mạch. Đấy là những yếu tố nguy cơ cao. Các cái phân tích gộp từ được công bố năm 2014 từ 22 thử nghiệm lâm sàng trên 8.000 bệnh nhân ung thư vú phẫu thuật triệt căn cộng với vết hạch và chia làm hai nhóm, một là nhóm có phẫu thuật và xạ trị tại diện thành ngực và diện hạch và nhóm thứ hai là phẫu thuật đơn tuần. Kết quả theo dõi sau 10 và 20 năm cho thấy là sau phẫu thuật triệt căn xạ trị làm giảm tỷ lệ tái phát tại vùng và tử vong đối với bệnh nhân ung thư vú có từ 1 đến 3 hạch dương tính. Trước đây, trước khi có cái nghiên cứu này thì cái nhóm bệnh nhân có từ 1 đến 3 hạch dương tính thì các cái hướng dẫn thực hành lâm sàng người ta vẫn khuyến cáo là chúng ta sẽ phải cân nhắc lựa chọn những bệnh nhân ở trong cái nhóm có từ 1 đến 3 hạch dương tính và chúng ta những bệnh nhân có nguy cơ cao thì sẽ được cân nhắc được xạ trị. Tuy nhiên cái nghiên cứu này đã khẳng định được cái lợi ích là xạ trị giúp làm giảm tỷ lệ tái phát tại vùng và tỷ lệ tử vong đối với nhóm bệnh nhân chỉ có từ 1 đến 3 hạch dương tính. Xạ trị làm giảm 17,9% tỷ lệ tái phát tại vùng và giảm 1% tỷ lệ tái phát chung trong 10 năm và 8,1% tỷ lệ tử vong sau 20 năm. Trong cái kỹ thuật xạ trị thì có kỹ thuật từ xạ trị 3D thường quy, kỹ thuật điều biến liều theo IMP hoặc là VMAT. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ sống thêm 5 năm. Về tái phát tại vùng thì với kỹ thuật 3D thường quy, tỷ lệ tái phát tại vùng là 2,56% so với 1,35% của kỹ thuật biểu biến liều. Sống thêm toàn bộ là 92,5% với kỹ thuật 3D thường quy và 91,7% với kỹ thuật điều biến liều cho chúng ta thấy là các cái tiến bộ về xạ trị thì đưa đến các kỹ thuật cao. Tuy nhiên là kết quả về kiểm soát tại vùng và kết quả chữa khỏi bệnh thì gần như tương tự, ít có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Do vậy thì các cái kỹ thuật thường quy với ung thư vú vẫn là một cái kỹ thuật chính chủ đạo trong cái điều trị ung thư vú hiện nay. Về các độc tính thì phân tích ra thì các độc tính dường như các cái độc tính của xạ trị kỹ thuật cao ở đây là IMT, như kỹ thuật IMT thì cái mức độ viêm da, mức độ phù da sau khi đấy hoặc là mức độ rối loạn về sắc tố sau điều trị thì đều có thấp hơn so với kỹ thuật thường quy. Và về độc tính muộn thì cũng không thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh nhân về tỷ lệ xuất hiện các cái biến chứng như viêm phổi do xạ trị, hoại tử mô mỡ hoặc ung thư thứ phát. Đây là hình ảnh mô tả giữa thực hiện giữa kỹ thuật 3D thường quy và kỹ thuật IMT. Với kỹ thuật 3D thường quy thì các cái trường chiếu được thiết lập cho các cái trường chiếu về diện diện thành ngực và diện hạch nách thành thực đòn. Với kỹ thuật điều biến liều thì các cái trường chiếu, các segment sẽ được lựa chọn điều biến theo cái thể tích của bác sĩ và kỹ sư đã lựa chọn. Về lợi tích của điều biến liều và IMT hoặc VMAT đưa đến được cái sự phân bổ liều lượng đồng nhất trong cái toàn bộ cái vùng xạ trị trong toàn bộ tuyến vú ở tồn và bao phủ liều tốt hơn đối với các thể tích điều trị khả thi trong cái trường hợp là chúng ta có thể thực hiện nâng liều đồng thời tại vị trí khối u, do đó ta sẽ rút ngắn được cái thời gian điều trị, giảm liều đến các cơ quan nguy cấp như là phổi, tim và các cái cơ quan nguy cấp ở vùng chiếu xạ.
ở bên trái thì xạ trị vú trái có thể giảm liều tim có ý nghĩa, giảm các nguy cơ biến chứng viêm cơ tim hoặc là các biến chứng mạch vành, các biến chứng về tim mạch sau này của bệnh nhân bị xạ trị. Tôi nhắc lại là xạ trị với hạch vùng chúng ta phải phân ra theo các yếu tố nguy cơ. Với hạch thượng hạ đòn thì từ 4 hạch di căn trở lên thì chúng ta nên xạ trị và cân nhắc trong cái trường hợp từ 1 đến 3 hạch như nghiên cứu ở trên chúng tôi đã trình bày. Với các hạch mà âm tính thì các yếu tố nguy cơ của người bệnh chẳng hạn như khối u to từ trên 5 cm hoặc là với khối u và trên 2 cm nhưng mà cái số lượng hạch vét được và hạch xét nghiệm dưới 10 hạch thuộc cả nội tiết âm tính độ 1 độ 3 có xâm lấn bạch mạch thì chúng ta nên cân nhắc xạ trị hạch. Với những nhóm hạch mà hạch di căn nhóm 1 hoặc nhóm 2 thì hạch kích thước lớn có phá vỡ vào hạch hoặc là phẫu thuật người ta không lấy trong phẫu thuật không thể lấy được hết cả cái hạch đã phá vỡ vào hạch hoặc là bờ diện cắt dương tính. Với hạch vú trong thì di căn hạch vú trong trên lâm sàng hoặc là trên giải phẫu bệnh cân nhắc trong một số trường hợp có yếu tố nguy cơ. Nguy cơ với hạch vú trong thì thường là khối u, những khối u có kích thước lớn ở phần tư trên trong không có liên quan đến tình trạng hạch nách mà chỉ có hạch vú trong đơn độc hoặc là trên 4 hạch nách di căn thì ta cũng cân nhắc cái trường hợp là chúng ta phải xạ trị thêm cả hai vùng hạch vú trong. Với vai trò xạ trị hạch nách thì xạ trị hạch nách không còn là chỉ định tuyệt đối với các trường hợp ung thư vú, đặc biệt là những cái trường hợp mà chúng ta đã vét và có xét nghiệm trên 10 hạch. Xạ trị hạch nách thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ biến chứng phù bạch mạch khi chúng ta phối hợp cả xạ trị và phẫu thuật, nên được chỉ định trong một số trường hợp không vét hạch hoặc vét hạch không đầy đủ mà có hạch nách dương tính hoặc là phá vỡ vào hạch hoặc xâm lấn xung quanh bạch mạch, có xâm lấn bạch bạch xung quanh. Một trong những kỹ thuật chúng tôi áp dụng gần đây là kỹ thuật giảm phân liều. Với xạ trị thường quy thì chúng ta thực hiện các cái phân liều là từ 1.8 đến 2 gây một ngày và cả đợt điều trị kéo dài từ 5 đến 6 tuần. Trong các nghiên cứu của UK hoặc là Canada đã đưa lại các cái thời gian là coi một giải pháp rút ngắn cái thời gian điều trị, tạo khoảng trống cho các cái máy điều trị mà cái số lượng bệnh nhân sẽ được xạ trị tăng lên. Và qua cái kỹ thuật này thì thấy rằng về cái liều tương đương sinh học cũng thấp nhưng mà cũng vẫn đem lại các cái lợi ích kết quả cuối cùng, đấy là kết quả sống thêm ngang bằng với các phác đồ xạ trị thường quy. Về tóm tắt cái phần trình bày ở trên, chúng tôi xin điểm lại các ý kiến chính như sau. Thứ nhất là xạ trị sau mổ tuyến vú bảo tồn, đấy là một chỉ bắt buộc. Chúng ta xạ trị toàn bộ tuyến vú qua cái kỹ thuật 3D thường quy, kỹ thuật trường ăn trường, fill and fill, kỹ thuật điều biến liều hoặc IMT hoặc VMAT và có tăng liều tại diện u. Xạ trị một phần tuyến vú là một tiến bộ mới, tuy nhiên áp dụng phải có những điều kiện và cho một nhóm bệnh nhân có chọn lọc bệnh nhân. Xạ trị sau mổ cắt tuyến vú là chỉ định điều trị bổ trợ, chỉ định tuyệt đối trong cái trường hợp là có di căn trên 4 hạch, có hạch diện cắt dương tính, các khối u T3, T4, chỉ định tương đối khi mà cái khối u T2, N0, triple negative hoặc là T1, T2 có nguy cơ cao, khối u T3 hoặc các cái yếu tố nguy cơ cao khác. Trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của chúng tôi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô và quý bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn.